Công ty Bình An xin giới thiệu tới quý vị siêu phẩm máy đóng gạch không nung, góp phần bảo vệ môi trường mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Công ty Bình An xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, ngày nay, để giảm thải khí độc thải ra từ các lò nung gạch, Chính phủ đã thi hành một số chính sách để hạn chế và xóa bỏ gạch nung, tăng cường sử dụng gạch không nung. Hòa mình vào dòng chảy xu thế, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An đã cho ra đời dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung là sự lựa chọn hàng đầu của các cơ sở sản xuất, các nhà thầu xây dựng. Sử dụng những nguyên liệu phổ biến như đá mạt, cát sỏi, xi măng, máy sử dụng lực nén để đóng thành viên rồi đem phơi trong không khí là đã có thể sử dụng được luôn. Toàn bộ máy được làm bằng chất liệu thép nhập khẩu nên có độ bền cao. Thiết kế máy gọn gàng, vận hành đơn giản, chỉ cần 1-2 người đứng máy, phù hợp cho mọi hộ kinh doanh sản xuất và công trình xây dựng. Bộ phận làm việc của máy bao gồm 3 motor đầm rung lắp đặt hai bên khuôn vào trên bàn trông, một motor nâng hạ bàn trông và hộp số được lắp đặt chắc chắn trên cùng của máy, tránh tiếp xúc với người sử dụng máy, tạo sự an toàn cao. Các loại khung gạch được dùng phổ biến như khuôn 8 viên, 10 viên, 12 viên, 18 viên. Ngoài ra công ty còn thiết kế khuôn gạch tùy theo yêu cầu sử dụng. Máy rất dễ dàng sử dụng. Bước 1, quý vị chỉ cần cho ngập nguyên liệu vào khuôn gạch. Bước 2, bấm nút hai đầm rung. Bước 3, kéo tay phanh, tay cò. Bước 4, bấm nút 3 đồng rung. Và bước 5, bấm nút lên khuôn rồi đem xe lấy gạch ra phơi. Máy sử dụng motor 2,2 kW, nguồn điện 3 pha 380V, cho năng suất từ 3.000 đến 4.000 viên trên một ca làm việc 8 tiếng. Và để đạt được hiệu quả cao hơn khi sử dụng máy đóng gạch không nung, quý vị nên tham khảo thêm các công cụ hỗ trợ dây chuyền sản xuất gạch giúp quý vị tiết kiệm công sức, bao gồm bộ cồn mạt, máy trộn, xe đẩy gạch. Gạch ép không nung đã dần trở thành nguyên liệu phổ biến trong việc xây dựng các công trình giảm cung, nhà cửa, tường bao. Máy sử dụng chi phí đầu tư thấp, giảm bớt nhân công mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chóng liên hệ với công ty ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ dòng sản phẩm. Mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị vui lòng gọi điện đến số hotline đang được hiển thị ở phía dưới màn hình để nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.